Và đây là cái cơ hội tốt nhất khi mà cái nền kinh tế tại Nga cũng như là tại Trung Quốc đang bị suy thoái. Mà hai cường quốc này là chỗ dựa của Việt Nam cách đây cũng như 3-40 năm, thì ngày hôm nay nó không còn là chỗ dựa tốt. Thời trang, bền chắc và tiện lợi. Đầu giũa nhỏ gọn, nhẹ nhàng, êm ái là máy giũa tốt nhất trên thị trường hiện nay. Luraco Pro 35K vinh dự được giải Reader Choice Award do Nail Technician trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ bình chọn. Quý vị đã có một kinh nghiệm vững vàng, một bàn tay khéo léo. Để có một bộ nail đẹp, hãy tìm mua cho được máy giũa nail thế hệ mới của Luraco. Tôi nghĩ là thắng lợi cho cả hai bên, cho người dân cả hai bên và cho hai chính phủ. Tôi nghĩ như thế này, tôi nghĩ là ông trước hết là đó là cái đòi hỏi của phía Hoa Kỳ. Hoa Kỳ từ lâu đã mong muốn như vậy. Và cái điểm thứ nhì là đó là cái ý chí chính trị của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tôi tin là ông Trọng muốn để lại một dấu ấn lịch sử khi ông nâng cấp quan hệ lên đến cái mức cao nhất với lại chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi mà ông Biden vào Việt Nam thì ở tại Washington DC, ông cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia là ông Jack Sullivan có nói đến cái điều đó. Ông nhấn mạnh là trước hết là tổng là Hoa Kỳ không quên cái vấn đề nhân quyền khi nói chuyện với Việt Nam. Cái điểm thứ nhì ông bảo là Tổng thống Biden sẽ nói đến vấn đề nhân quyền khi ông nói chuyện với Việt Nam. Và cái điểm thứ ba là tôi nghĩ là cái chuyện nhân quyền là cái chuyện chúng ta bắt buộc là chúng ta vẫn phải tiếp tục tranh đấu thôi. Chứ chúng ta không thể chờ đợi là ông Biden hay là ông nào làm cho chúng ta được. Chúng ta vẫn phải tiếp tục tranh đấu. Đừng quên rằng là giả sử như là Mỹ và Việt Nam có nâng cấp quan hệ lên tới mức đồng minh chiến lược thì chúng ta vẫn phải tranh đấu. Cái câu trả lời của tôi là như vậy. Tôi không biết là nó có giúp ích gì cho vấn đề, cho cuộc tranh cử của ông Biden không thôi. Nhưng mà tôi thì tôi luôn luôn và tôi cầu mong là Tổng thống thành công. Cái lý do là bởi vì như thế này. Tôi tin là nếu Tổng thống thành công về mặt đối nội cũng như về mặt đối ngoại thì nước Mỹ cũng sẽ thành công. Thành ra là bởi như vậy, tôi không coi chuyện quan trọng là ông Biden là của Đảng Dân Chủ hay là của Đảng Cộng Hòa. Tôi chỉ mong là Tổng thống, bất kể Tổng thống nào, tôi cũng cầu mong là vì Tổng thống đó thành công. Xin phép được nhắc lại là Tổng thống thành công là quốc gia thành công. Dạ, thì sau mấy năm thì Mỹ đã thành công trong việc thuyết phục Việt Nam hợp tác trong khuôn khổ Ấn Độ-Thái Bình Dương. Tuy trên những thông tin thì không nói ra, nhưng sự nâng cấp này á, là một phần để đối phó sự khống chế Á Châu của Trung Quốc. Việt Nam cần đi gần Mỹ để giảm áp lực của Trung Quốc. Thì tôi kỳ vọng vấn đề nhân quyền phải được ưu tiên chú trọng vì con người và quyền con người có được nâng cấp và tôn trọng thì sự hợp tác mới lâu dài giữa hai dân tộc, chứ không phải hai chính quyền, vì những cái chính quyền á, thường thay đổi theo nhiệm kỳ, mà còn nhân dân và của hai nước á, là vĩnh viễn. Và theo duyên á, cái 10 năm về trước lúc mà đã nâng cấp cái quan hệ của hai nước á, thì mình thấy có nhiều cơ hội hơn để bên Mỹ nó gọi là people to people connection, giống như cái chương trình gọi là Peace Corps được mở vào ở Việt Nam, cái đại học gọi là Fulbright University được mở ở Việt Nam. Thì Duyên cũng mong là có nhiều cơ hội như vậy hơn để người trẻ trao đổi chung với nhau ạ. Pringles giòn tan đến tận miếng cuối cùng với nhiều hương vị và kích cỡ khác nhau. Pringles hiện đang có bán tại các chợ và siêu thị trên khắp cả nước. Trước hết là tôi không có bất ngờ. Tôi nghĩ là họ đã phải làm cái chuyện này từ lâu rồi. Vì Việt Nam bị Trung Quốc ép quá, đang gặp khó khăn, Trung Quốc gặp khó khăn về kinh tế và Việt Nam cũng gặp khó khăn, rất là nhiều khó khăn về kinh tế. Các công ty FDI là đang tha xả nghĩa là đẩy người ra ngoài đó, đẩy người lao động ra ngoài, thì tôi nghĩ cái chuyện này đáng lẽ là phía Việt Nam
phải chấp nhận cái này từ lâu. Mình phải thấy là đi chơi với Hoa Kỳ đó là họ có chữ tín, đi chơi với Trung Quốc đó không có chữ tín, nói một đằng làm một nẻo. Đi chơi với Hoa Kỳ thì ít nhất là họ hứa cái gì họ làm cái đó. Và cái quan hệ tôi nghĩ là kỳ này đó là chính là ông Trọng đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam đã thay đổi lập trường. Trước đây đó ông ta là người chống diễn tiến hòa bình, và nay là ông ta cầm đầu cuộc thay đổi thì dân Việt Nam có lợi hơn. Thật sự đó, theo tôi nghĩ đứng trên phương diện mà quyền lợi của Việt Nam á, thì Việt Nam đã đạt được cái điều mà họ muốn. Tất nhiên là họ đạt được cái cơ hội để mà phát triển kinh tế. Nó phát triển thì cũng quá đáng để mà qua khỏi cái sự bi kịch về vấn đề kinh tế hiện nay. Nhưng mà thật sự ra đối với cái quan điểm của một người đấu tranh cho nhân quyền thì chúng tôi nhìn ở cái góc độ khác hơn là vấn đề phát triển kinh tế. Bởi vì vấn đề phát triển kinh tế trước tiên phải vì con người, chứ không phải kinh tế về kinh tế. Và trên quan điểm đó thì tôi thấy rằng cái việc mà ký kết đó, những quan hệ ngoại giao đó đối với người cộng sản không thành thực. Họ chỉ lợi dụng chuyện này để mà quá cơn bị cực thì hiện nay là thôi. Hà Nội cần được thế giới công nhận, bởi vì cái sự mà bám đích Liên Xô và Trung Quốc đã làm cho chính quyền Hà Nội xa lìa cái thế giới nói chung. Cho nên đây là một cái bước mà họ muốn lợi dụng để mà được sự công nhận của thế giới. Như anh thấy rằng là chẳng hạn như là sau khi Liên Xô bị không phải là thua trận nhưng bị khừng lại bởi cuộc chiến ở Ukraine, và Trung Quốc tình hình kinh tế xuống cấp, thì họ cảm thấy rằng là bám hai đàn em đó chẳng có lời gì, cho nên họ muốn càng bám lấy Hoa Kỳ ở cái mức độ càng cao thì có lợi cho họ hết. Còn mình thì cảm thấy rằng là cần phải trần cái sự bình thường của Trung Quốc, cho nên hai cái ý kiến đó nó gặp nhau, cho nên vấn đề nâng cấp lên hai cấp thì cũng có gì là khác là hơn nữa. Thật sự ra theo tôi nghĩ thì đối tác chiến lược hoặc là đối tác chiến lược toàn diện thì chỉ là cái danh từ mà thôi, bởi vì rằng là cho đến nay thì anh thấy rằng là cái đối tác chiến lược và đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam với các quốc gia khác có gì là thêm được cái gì đâu. Có, tôi nghĩ rằng là có, nhưng mà không phải là dễ dàng để thoát trung đâu, vì Trung Quốc Hồng vẫn đang còn gặp những khó khăn và họ sẽ có thể họ sẽ vượt qua được cái việc này, cái khó khăn hiện tại, và lúc đó họ trở lại với Việt Nam dưới nhiều hình thức khác, và Việt Nam lúc đó bắt buộc vì là vấn đề độc tôn lãnh đạo, vì là bảo vệ chủ nghĩa cộng sản, Việt Nam phải tuân phục Trung Quốc, bởi vì nếu như nhả ra thì cộng sản Việt Nam sẽ sụp. Cho nên tôi nghĩ cái quyền lợi độc tôn lãnh đạo của Đảng Cộng sản luôn luôn là yếu tố quyết định, chứ không phải là vấn đề về hạnh phúc của toàn dân hoặc phát triển kinh tế đâu. Cũng ngây thơ thì nghĩ như vậy. Như chúng ta biết là cái mối quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ bắt đầu từ năm 1995 khi mà hai bên nối lại quan hệ ngoại giao sau 20 năm kết thúc chiến tranh. Đến năm 2013 thì Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác trên cái mức nó gọi là đối tác toàn diện, tức là mức thấp nhất. Nhưng mà trong suốt 10 năm qua, từ năm 2013 cho đến nay đó, thì có thể nói rằng là những biến động ở tại cái khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là Biển Đông, nó đã tạo cơ hội cho Hoa Kỳ và Việt Nam hợp tác chặt chẽ hơn. Nó không phải vấn đề an ninh chiến lược, mà cả vấn đề kinh tế, khoa học cũng như là công nghệ.
Và tôi nghĩ cái mức mà hợp tác đó nó đã lên rất là cao khi mà Việt Nam trở thành một cái quốc gia xuất khẩu hàng hóa sang Hoa Kỳ có thể nói là đứng đầu. Nghĩa là với cái thâm thu, nghĩa là nhập xuất khẩu đó là 50 tỷ Mỹ kim so với Trung Quốc. Cho nên vì lý do đó mà mức cộng tác đó nó đã lên cực cao. Thì trong cái bối cảnh mà khi Trung Quốc đã bắt đầu có những hung hăng và bành trướng trên cái vùng Biển Đông như vậy, thì buộc Việt Nam phải làm sao có được một cái thế lực để mà cân bằng lại cái ảnh hưởng của Trung Quốc. Cho nên cái việc mà Việt Nam càng ngày phải hợp tác với Hoa Kỳ, tôi nghĩ đó là cái chuyện đương nhiên. Và cái điều thứ hai là sau khi mà cuộc chiến tranh Ukraine xảy ra từ năm 2022, thì cái nền kinh tế thế giới bị đình động. Và cái nỗ lực về nền kinh tế của Việt Nam trong vấn đề mà phát triển đó có thể bị cưng lại vì hàng hóa xuất khẩu sang Hoa Kỳ liên Âu gặp khó khăn. Cho nên Cộng sản Việt Nam cũng nhìn thấy rằng họ cũng phải cần cái sự hỗ trợ của Hoa Kỳ về phương diện kinh tế. Và đây là cái cơ hội tốt nhất khi mà cái nền kinh tế tại Nga cũng như là tại Trung Quốc đang bị suy thoái. Mà hai cường quốc này là chỗ dựa của Việt Nam cách đây cũng như 30-40 năm, thì ngày hôm nay nó không còn là chỗ dựa tốt. Thì buộc lòng họ phải dựa vào Hoa Kỳ. Và chính những cái yếu tố chiến lược như vậy thì tôi cho rằng là cái việc mà nâng cấp nghĩa là nhảy hai bước từ mà bỏ qua cái bước coi như là nghĩa là chiến lược mà nhảy lên coi như là chiến lược toàn diện thì rõ ràng nó đi hai nấc. Nhưng mà tôi nghĩ đó cũng là cái nhu cầu mà cả Việt Nam và Hoa Kỳ đến lúc nó phải phải nâng cấp như vậy. Thì qua cái sự nâng cấp này tôi đánh giá có hai cái yếu tố sau đây. Yếu tố thứ nhất là rõ ràng về cái phương diện coi như là kinh tế cũng như vấn đề an ninh thì Việt Nam đã từng bước coi như là rời bớt cái sự ảnh hưởng của Trung Quốc để đi gần với Hoa Kỳ. Và cái bước thứ hai là Việt Nam chờ đợi cái sự hợp tác của Hoa Kỳ về kinh tế, về công nghệ để có thể coi như đẩy ra mạnh cái nền kinh tế phát triển trong tương lai. Còn đương nhiên cái sự hợp tác tới mức nào như thế nào đó thì tùy theo cái thiện chí của Việt Nam cũng như Hoa Kỳ trong thời gian trước mặt. Nếu nói về chiến thắng đó thì tôi nghĩ phía Hoa Kỳ là bởi vì cái việc mà năm 2010 Tổng thống Obama đưa ra cái chiến lược nó gọi là xoay trục về Á Châu. Và trong suốt 10 năm vừa qua để kiềm chế sự trỗi dậy Trung Quốc thì Hoa Kỳ đã gắn chặt những sự liên hệ với Nam Hán, với Phi Lục Tân, với Mông Cổ, với Ấn Độ. Và ngày hôm nay cái điểm nhấn sau cùng ở Đông Nam Á là Việt Nam đã nâng cấp quan hệ như vậy. Thì tôi thấy là đây nó là cái thắng lợi của Hoa Kỳ. Tức là đã cột Việt Nam vào trong cái mắt xích chung của cái chiến lược gọi là Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do mở rộng. Và trong cái chiến lược này, Đông Nam Á là một cái mắt xích quan trọng mà Việt Nam là một trong những quốc gia có cái tiềm lực kinh tế cũng như là về dân số đóng một vị trí rất là then chốt. Cho nên khi mà Việt Nam đồng ý nâng cấp như vậy thì rõ ràng cái chiến lược xoay trục về Á Châu của Hoa Kỳ phần nào đã thành công. Và đương nhiên khi mà Việt Nam chọn lựa đi vào trong cái chiến lược Hoa Kỳ như vậy đó thì Việt Nam cũng phải sửa soạn những cái bước đi để làm sao phù hợp trong cái khuôn khổ Ấn Độ Thái Bình Dương. Và qua đó Việt Nam cũng hướng cái lợi là cộng tác về kinh tế, về công nghệ cao, biết đâu chừng đây có thể là tạo một cái bước nhảy vọt về phát triển kinh tế của Việt Nam nếu mà họ sòng phẳng để mà coi như là thực thi cũng như là cộng tác một số những cái điều mà Hoa Kỳ đưa ra. Tôi nghĩ rằng là đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên ha. Ba tổng thống của Đảng Dân Chủ đã tạo cái mốc điểm quan trọng ở trong cái sự quan hệ với Việt Nam. Thì tôi nghĩ đây nó cũng là sự tình cờ lịch sử thôi. Khi mà những cái chính sách của Hoa Kỳ đối với Á Châu và nó xảy ra cùng cái thời điểm mà Việt Nam hoặc là Đông Nam Á nó phù hợp, thì tôi nghĩ đây nó cũng là một cái sự trùng hợp ngẫu nhiên. Bởi vì Hoa Kỳ đó thì có thể nói là dù Đảng Dân Chủ, Đảng Cộng Hòa thì cái chính sách chung đối với Á Châu vẫn là cái chính sách lưỡng đảng cùng nhìn ra, cùng hỗ trợ. Nhưng mà có lẽ là cái tình cờ lịch sử. Và giữa ba cái thời điểm năm 95, năm 2013 và năm 2023 ngày hôm nay đó, thì tôi cho rằng là cái yếu tố năm 2023 là cái yếu tố then chốt nhất. Nó là cái cơ hội của Hoa Kỳ tạo cái dấu mốc xoay trục về Á Châu và cũng là cái cơ hội để cho Việt Nam đi thoát ra khỏi cái ảnh hưởng của Trung Quốc để bắt đầu có những hội nhập vào thế giới tự do để bắt đầu phát triển đất nước Việt Nam.
Bởi vì chúng ta nhớ lại năm 1986, Việt Nam đổi mới, nó là thoát khỏi cái bóng của Liên Xô cũ. Nhưng mà rất tiếc, năm 1990 cái hội nghị Thành Đô đã xảy ra và họ đã mang hết tất cả đất nước Việt Nam vào trong cái vòng kim cô của Trung Quốc và kéo dài đến ngày hôm nay. Cho nên có thể là Việt Nam phát triển kinh tế một phần, những cái ảnh hưởng chính trị nó lệ thuộc Trung Quốc quá nhiều. Và ngày hôm nay cái dấu mốc năm 2023 với cái sự nâng cấp toàn diện chiến lược với Hoa Kỳ, tôi cho đây là yếu tố phù hợp về cái chiến lược chung cả Việt Nam của Hoa Kỳ, mà cũng là cái cơ hội rất lớn cho đất nước Việt Nam thôi. Nếu mà Việt Nam cứ tiếp tục đi gần với Trung Quốc thì chúng ta rất là khó ảnh hưởng, và đương nhiên nó duy trì cái chế độ độc tài. Nhưng mà khi Việt Nam đi gần với Hoa Kỳ, tức là gần với thế tự do, gần với văn minh của nhân loại, thì đương nhiên người Việt Nam sẽ có cái cơ hội để mở ra thế giới bên ngoài. Đương nhiên Cộng sản Việt Nam sẽ tìm mọi cách để làm sao kìm hãm đất nước để nằm ở trong cái sự thống trị cũng như kiểm soát quyền lực của họ để không bị buông. Nhưng mà khi mà gần ánh sáng tự do, khi mà cần phải tiến bộ đó, thì những cái sự kìm kẹp, những cái sự coi như cưỡng chế đó, phần nào nó cũng gặp sự khó khăn. Và tôi nghĩ rằng là cái sự chuyển đổi của đất nước nó nhanh hơn khi mà nó có được những cái sự tự do hay là những cái ánh sáng văn minh tiến bộ nó chan hòa vào trong xã hội Việt Nam. Cho nên với tư cách là một người Việt Nam bình thường thì tôi nghĩ đây nó là cái cơ hội tốt cho đất nước chúng ta. Thưa anh, Hoa Kỳ vẫn là cái nước quốc gia tự do dân chủ, và hiện nay là cái quốc gia mà đang đứng đầu để mà đẩy mạnh về vấn đề dân chủ toàn cầu. Cho nên trong vấn đề mà hợp tác với Việt Nam, nếu nói về cái phương diện kinh tế hay là công nghệ, thì rõ ràng theo tôi nó có ba cái thách thức cho Việt Nam khi mà hợp tác với Hoa Kỳ để đẩy mạnh vấn đề phát triển kinh tế và công nghệ. Thứ nhất, đầu tiên là họ phải minh bạch vấn đề luật lệ, tức là luật lệ phải được cải sửa thông thoáng để làm sao phù hợp với cái bối cảnh chung của thế giới tự do toàn cầu. Thì các công ty Hoa Kỳ, các công ty ngoại quốc mới có thể làm ăn yên tâm để đầu tư tại Việt Nam. Cho nên đó là cái thách thức thứ nhất, luật lệ họ phải được cải cách, chứ không thể nào là luật rừng giống như trong quá khứ. Cái thứ hai đó là đây là cái lúc mà cái sự kiềm chế của nhà nước trên nền kinh tế nó phải giảm, cũng như trong xã hội nó phải giảm, để chấp nhận cái sự hiện diện của những cái tư nhân, những cái công ty hoặc là những cái doanh nghiệp, để cái sức của tư nhân, của những cái doanh nghiệp đó, nó mới giúp xã hội thay đổi. Và vì lý do đó tôi nghĩ là cái nền kinh tế mà với cái sự kiểm soát của nhà nước, kiểm soát của các công ty nhà nước, nó sẽ giảm để nó tạo cho một cái sức bật của tư nhân được lớn mạnh. Và cái thứ ba, trong một cái xã hội mà mở rộng về vấn đề luật lệ cũng như là tư nhân tham gia vào nền kinh tế như vậy, thì cái xã hội dân sự, tức là những đoàn thể tư nhân, những cá nhân tùy theo những ngành nghề, môi trường, từ thiện v.v. sẽ được xuất hiện để trang hòa, để tạo thành một cái xã hội lành mạnh. Cho nên tôi nghĩ rằng là đó là ba cái thách thức mà Việt Nam phải chấp nhận trong cái trò chơi khi mà mở cửa đến với Hoa Kỳ. Tuy nhiên thưa anh, cái yếu tố quan trọng nhất nó không phải là nằm ở Hoa Kỳ hay là nằm ở chế độ Cộng sản Việt Nam, mà tôi cho rằng là yếu tố then chốt nhất là nằm ở nhân dân Việt Nam. Bởi vì người dân Việt Nam 80% là mong muốn đi gần với Hoa Kỳ để mở ra thế giới tự do. Và đây là cái cơ hội khi tôi nói cho dân tộc Việt Nam, đó là cho người Việt Nam nhìn thấy rõ là đây là cái lúc mà chúng ta góp phần để tạo những điều kiện để đòi hỏi Cộng sản Việt Nam phải tôn trọng những luật lệ của quốc tế và chấp nhận mở ra một cái thị trường kinh tế tự do, dân chủ, pháp quyền và xã hội dân sự, thì xã hội Việt Nam mới tiến bộ, mới phát triển. Và đây tôi nghĩ gánh nặng nó nằm ở cái nguyện vọng và sự đấu tranh kiên trì của người Việt Nam. Chứ như chúng ta người Việt Nam không đấu tranh đó, thì tôi nghĩ rằng là những cái sự chờ đợi đó nó sẽ không bao giờ có, là bởi vì chế độ nào họ cũng vì cái quyền lợi và vì cái sự kiểm soát quyền lực, cho nên họ sẽ chỉ làm nhỏ giọt. Mà muốn Việt Nam thay đổi nhanh chóng và phát triển hài hòa trong thế giới liên minh tự do của Hoa Kỳ đó, thì tôi nghĩ việc người Việt Nam phải tích cực đấu tranh nhiều hơn nữa để cải thiện cái đời sống cũng như là cái sự phục hoạt lại sinh hoạt tự do xã hội dân sự trong cái bối cảnh mở của xã hội ngày hôm nay. Thưa anh, về cái đường lối đấu tranh đó, trong cái chuyển biến mới đây nó cũng không có gì thay đổi nhiều thưa anh, là bởi vì cái cuộc đấu tranh và đảng Việt Tân đang tiến hành ngày hôm nay vẫn là dựa trên cái sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Và cái cuộc đấu tranh bất bạo động này là chính người Việt Nam phải tạo những áp lực để buộc Cộng sản Việt Nam phải thay đổi. Và muốn tạo những áp lực thay đổi như vậy thì chúng tôi tổ chức và xây dựng hạ tầng cơ sở giúp đỡ người dân
để làm sao họ vượt ra, thoát ra khỏi những sự kiểm soát để có cái không gian tự do và đòi hỏi phải thay đổi từng bước từng bước. Và cái yếu tố mà ngày hôm nay Cộng sản Việt Nam sau nhiều năm coi như họ dựa vào Trung Quốc mà buộc lòng bây giờ họ đi gần với Hoa Kỳ đó, thì rõ ràng cho thấy rằng là cái nguyện vọng muốn thay đổi của người dân Việt Nam nó đã tạo trang hòa ở trên đất nước và buộc Cộng sản Việt Nam họ phải đi gần với Hoa Kỳ. Cho nên chính vì lý do đó mà như tôi vừa nhận định là qua cái sự coi như là đi gần với Hoa Kỳ này đó, thì nó giảm bớt những ảnh hưởng của Trung Quốc. Thì trong cái nỗ lực này là chúng tôi sẽ đẩy mạnh là buộc Cộng sản Việt Nam sẽ phải nộp hồ sơ kiện Trung Quốc để ra trước tòa trọng tài Liên Hợp Quốc về vấn đề Hoàng Sa Trường Sa như trường hợp Philippines đã coi như là kiện vào năm 2016. Thì tôi nghĩ đây là cái cơ hội mà Việt Nam nếu muốn bảo vệ Hoàng Sa Trường Sa thì đây là cái cơ hội mà phải nộp đơn để kiện Trung Quốc. Thì đây là cái nỗ lực vận động là thứ nhất. Cái thứ hai là khi mà họ hợp tác buôn bán làm ăn kinh tế với Hoa Kỳ thì buộc họ phải tôn trọng một số những luật lệ cũng như vấn đề chấp nhận những cái sự tồn tại của những cái sau dân sự. Thì chúng tôi sẽ đẩy mạnh hơn là buộc Cộng sản Việt Nam phải làm sao trả tự do cho những tù nhân lương tâm, mà chỉ vì vấn đề tự do, vấn đề dân chủ lên tiếng hoặc là tự do ngôn luận lên tiếng mà bị bắt giữ, giam cầm cách vô lý. Chúng tôi sẽ phải đẩy mạnh những cái nỗ lực đấu tranh đó. Và sau cùng thì Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay đã có ký một số những cái hiệp ước về coi như là kinh tế với Liên Âu hay là với CPTPP với 11 quốc gia như Canada, Nhật Bản, Úc, Châu v.v. Và họ đã công nhận cái sự tồn tại của công đoàn độc lập, tức là cho người công nhân lao động được thành lập những công đoàn độc lập khác với những cái lao động của nhà nước. Thì đây nó là cơ hội mà chúng tôi sẽ đẩy mạnh vận động để làm sao những công đoàn độc lập ở trong cái bối cảnh của người công nhân, và khi mà mở rộng phương đàm đảng buôn bán bên ngoài đó, thì vị trí người công nhân rất là quan trọng. Chúng tôi sẽ phải đẩy mạnh những nỗ lực để làm sao sớm có được cái quyền để có được ra đời những cái công đoàn độc lập. Thì một vài cái nỗ lực mà chúng tôi nghĩ rằng là đó là cái cơ hội đấu tranh khi mà cái việc nâng cấp này nó được mở ra, thưa anh.